và một cái mùa blue đấy, blue với là một con rồng của em nhá, rồng băng khá là đẹp, rồng này rất là đẹp anh em. Bài kiếm này vi sổi khá là đẹp, bây giờ đi bên tây phát thử coi có ra gì không. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Để tiếp tục đến con game MWAY của nước ngoài thì ngày hôm nay mình sẽ cầm một số tiền nhỏ em nhá. Tiền nhỏ đấy, sói qua các kiểu này. Và làm event nha anh em. Anh em thích những set đồ gì thì là đồ cấp thấp đấy mọi người nhá. Để anh em full cộng 15, đấy tặng cho anh em mỗi người một set full cộng 15 thì mọi người sẽ nhắn tin vào cái Zalo của mình nhé. Zalo của mình ở dưới phần mô tả. Ngày hôm nay thì mình sẽ cầm cái số qua số sói này đi mua đồ anh em nhá, mua pet rồi là mua các thứ vân vân, mua cái đồ trung bình thôi anh em ạ. Cũng có thể BK được rồi nhưng mà BK yếu hơn thôi. Và hiện tại cái set này hiện tại đang gọi là khá là mạnh rồi và mới nhất rồi mọi người. Cái này mới nhất mạnh nhất là rất là đẹp anh em nhá. Cái này rất là dễ mua thôi và khá là rẻ, không quá là đắt. Đó, anh em mới chơi có thể mua thế này cũng được, vừa đẹp vừa khỏe anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi mua pet trước anh em nhá. Mua con pet thì mình sẽ mua con pet màu xanh đi. Màu xanh thì mình theo mình được biết ấy, là biết là CV5 không biết đúng không. Bây giờ thử mua xem nhá. Rồi. Đây, thì mua CV5 4 qua xem có ai bán không anh em. Con pet đây anh em ạ. Con pet anh em cứ gõ CV5 anh em nhá. CV5, CV6 các kiểu. Đây thằng này đang bán CV5 cộng cộng này này. Thì mình mua tầm 4 qua thôi. Mua đắt quá thì mình cũng không nói được, mình mua anh em nào mua lại thì mình bán giá như vậy nha. Và đây là mua giúp cho anh em thôi. Thằng này đang bán CV5, ai mua thằng này luôn đi nhỉ. Mua một con bét và một con thú cười cũng màu trắng xanh luôn nha nhá. Có đồng bộ với set và một cái mùa với hai bông tai này, nhưng mà bông tai cũng khá là đắt anh ạ, bùa cũng khá là đắt nên là cứ mua trước được cái gì thì mua từng phần một thôi. Đấy, anh em ví dụ anh em mua cái set mình đang mặc này thì anh em biết là CAA mọi người nhá. Đây này, đâu rồi, có thằng nó bán hồi nãy, có thằng đứng đây nó bán không biết ở đâu rồi, nó đi mất rồi. Đấy, 1 2 3 4 đâu rồi, có không? Đây đang đâu rồi? CV5 mà. CV5 là con bét nó màu kiểu màu xanh trắng ấy, là con chim tay thằng này đang cầm này. 4 cộng thì mình 4 cộng cũng mua rồi, nó đã máu thì mình bao nhiêu cũng mua em nhá. Nhưng mà hiện tại cũng chưa máu lắm nên là đang đi dạo chợ cho vui thôi. Đâu rồi? Anh khẩn trương giận là không mua đâu đấy. Ném lên đây, cái gì đây? Chả ra mình lấy cái gì anh em ạ. Không nhìn thấy nó chắc là gì luôn, không biết thằng nào. Thế ra thằng nào đấy. Mình mua con pet tầm khoảng 3-4 qua được thôi anh em. Khá là rẻ, không quá là đắt. BK cũng tạm được em nhá. Đi cày bot, cày ngọc, cày nghĩa các kiểu. Mình mới chơi được gọi là 4 ngày thôi anh em. 1, 2, 3, 4 đây đúng không? Chuẩn đúng không anh em? Ok không? Anh còn kịp. Đấy, con này còn CV5 anh em nhá. Ít rồi ơi, phí ra gì anh em ạ. Khả năng tôi phải bơm thêm một viên, một cái sói thôi anh em. Đây này, thằng này bán cái 12 item AA này anh em này. Và bán bằng khác. Tìm hơi khó đấy. Hồi nãy có thấy một thằng bán 4 nhưng mà không biết nó đâu. Tôi tạm thời là cứ mua thêm một con rồng xanh anh em nhá. Rồng xanh là gì ta? Khi xe đúng không? Mua xe này. Khi xe từ là bằng 3 qua
mua thêm một con bé này anh em ạ. Nhiều mà. TV5 bằng 4 qua đấy. Anh em đi chợ thì cứ như thế này thôi. Này cộng cộng này cộng cộng chắc là hai sói thì mình không nói được. Lúc này có thằng bán có 4 thôi anh em. Mà nó đi chạy đi đâu mất rồi đấy. Chắc là ở server 1, mình đang ở server 4 thì tí nữa mình, nếu mà mình không mua được mình có thể sang server khác. Thế có hai server chà xe cơ. Server rất là đông. Server 3, server 1 thì mình hiện tại đang ở server 3 anh em. Khả năng nó chạy qua server kia rồi. À, nó chạy qua server kia rồi. Này có bán không, còn đi sang server kia. Đấy, bán mà. Bán hết rồi. Có này làm gì đấy? 1, 2, 3, 4. Cái gì đây? Ơ kìa. Nó đưa mình cái này một mớ sói nữa này. Nghĩa là nó kêu là đưa cho 5 qua nhưng mà khả năng là thế. Nhưng mà mình không có nơi nào nhét đấy, chật phòng đồ rồi. Mua đúng giá luôn, đúng giá là 4 này nha. 44 cộng 1 thôi. Bây giờ mình sẽ thêm cộng 1 nữa xem có được không. Mua nhanh anh em ạ, cộng 1. Mình mua cộng 1 mình sẽ bán lại bằng 4 thôi anh em nha. Coi như tặng anh em con sói. Cộng 1 phát này. À đây, nhanh nhanh, khẩn trương. Đấy, cộng 1 là bán ngay. 1, 2, 3, 4. Cộng 1 luôn. Còn nó nhanh anh em ạ. Rồi, đã xong con bét anh em nha. Đã xong con bét. Con bé này méo biết nó như thế nào, nhưng mà thôi cứ nhìn thấy nó đẹp mình ta chiến thôi anh em ạ. 4 cộng 1, giao thử coi. Mua được rồi. Đấy, 4 cộng 1 là gọi là mua nhanh anh em ạ. À, này chả thế anh em ạ. Sao? Ví rồi, đẹp trai chưa? Anh em thấy hợp gu không? Tặng tiền chỉ số thưởng đóng cửa. Mấy cái này nói chung là mình mới chơi được 4 ngày thôi, mình không biết thì anh em thông cảm nhá. Bùi theo ý thích, bùi theo gọi là sở thích thôi. Màu trắng anh em ạ. Bây giờ kiếm một con bé màu trắng, hiện tại thì con bé của mình này cũng đang màu trắng rồi anh em nhá. Đây này, mình cũng có hai con pet theo sau, một con này con pet snow này. Snow thì em ông tặng. Đây con chim xanh này, chim xanh trắng anh em, nó hợp với tông xét đồ luôn. Bây giờ tiếp tục tìm con rồng anh em nhá. Tìm con rồng là ok rồi đúng không? Con rồng xong kiếm cái bùa với hai cái này là cũng là đi chọc nhau tạm được rồi đấy, tạm ổn rồi anh em ạ. Tạm ổn rồi. Ừ, đây rồi anh em ạ. 1, 2, 3, 3 qua anh em nhé. Con rồng này này. Con này là rồng xanh anh em nhé. Rồi ok. Ui xồi rồi, đẹp trai ngay anh em ạ. Xem đây cái map nào. Đẹp trai ngay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái qua, liệu có mua được một cái bùa không anh em? Liệu có mua được cái bùa anh em? Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này mình xem thêm nhá. Lên map nào này. À đi con. Ừ, ui rồi, ôi đẹp trai chưa? Quá đẹp trai này anh em ạ. Em thấy không? Chỉ có nhẹ nhàng như vậy thôi. Nhẹ nhàng ta đi đi chợ giao lưu vui vẻ mà bây giờ mình đã full được một bộ màu trắng rồi em nhá. Rồi làm sao kiếm được cái bùa màu trắng được nhỉ? Bùa màu trắng này là bùa Amu Bru đúng không? Amu Bru. Đẹp chưa? Khá là đẹp luôn rồi anh em ạ. Một set đồ gọi là quá tuyệt vời và mới nhất rồi mọi người nhá. Mới nhất rồi đấy. Khá là đẹp. Rồi tiếp tục về đi mua cái bùa màu gì đấy. Gì ấy ơi đi. Blue đi. Mua này. Amu Blue. Amu Blue nhỉ. Cộng Erin test đi anh em. Tiếp tục đi mua đồ anh em ạ, sắm cho nó hết tiền thì thôi, mai lại phải tính tiếp, cố gắng cho nó full bộ màu trắng. Rồi cầm sói ra đi,
mua được một cơ số, ngày hôm nay mình mua được 2 món đấy, cũng khá là hợp lý thôi. Không quá đắt và cũng không quá rẻ anh em ạ. Anh em mua thì mình cũng bán lại luôn giá đó nhá. Có thể bớt cho anh em một chút. Mình làm video thì mình cũng không cần phải gọi là quá là chất lắm rồi nhỉ. Chất một lúc thì thôi. Một lúc ở trên video thôi, còn tí nữa là bán là cho. Ngày hôm qua mình cũng có một set như này này. Hôm qua mình có một set như này này, nhưng mà mình bán rồi đấy anh em ạ. À đâu. Đây 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 đây. 1/6 à. Blue đúng không anh em? Hồi máu. Cái này thì của bao nhiêu? Bằng qua. Bằng qua. À đâu. S cộng 15 anh em này. Úp luôn. Đã biết bao nhiêu? 1 2 3 4 5. Tạm thời vậy đi. Ok không? Nó sẽ không tiến mạng này. Cái này có một dòng thôi, rẻ tiền mà anh em. Rẻ tiền mà. Mình thiếu một bông tai. Hai bông tai này, nhưng mà chắc là khá là đắt đúng không? Mình không biết giá em nha. Không biết giá nên là để hỏi xem bao nhiêu. Múc sửa tay không? Đấy, amu bao nhiêu? Amu 2 nha. Amu để mình anh nhé. Amu 2. Ai cộng 1 anh em Việt Nam, ok luôn. Ai cộng 1 anh em nhé. Cái Amu Blue, méo biết nó đắt hay rẻ. Quất đây. Ezin. Ezin. Ez. Có không? Trời ơi. Đây, Amu đây nhé. Mua blue, mình biết đắt hay rẻ anh em nói mình hồi phục máu 2%. Chắc là cũng thôi kệ đi. Tại sao? À, sao vậy? Mình gọi là mình thích cái màu rửa là màu xanh trắng thôi em nha. Thế là thôi mình chấp nhận mua đi. Mình tính sau anh em ạ. 4 qua. A quên E A G bằng 3 cộng 2 nhé. Rồi, cái này thì là màu khá là đẹp anh em ạ. Màu xanh trắng anh em. Hết tiền rồi. Hết sạch tiền rồi. Còn đúng 3 cộng 2. Còn nợ đi tí nữa trả. PM Zalo 0764461111. Tí tôi chuyển khoản cho. Anh em bạn ơi. Anh nhanh 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 nhanh. 0764461111. Đang live stream. Không ADD được. Bán đi bạn ơi. Nhanh lên nhanh lên. Ok mình đã có một cái bùa này nhé. Bùa này thì bùa cùi thôi anh em. 1.6, 1/6 cũng khá là cùi. Nhưng mà gọi là nó được. Nó cùng tông luôn anh em ạ. Bây giờ kiếm hai cái dây chuyền này thôi. 4 nhưng mà mình không đủ. Mình cũng 3/3 thôi này. 3/2 thôi. Để cho 3/2. Tí tôi trả tiền. Đang làm video này là không nhắn tin rồi em nhé. Đấy bạn này thêm như bạn. Không còn gì để thêm.
không còn gì để thêm. Để tôi đi. Hết rồi, nhưng mình còn có bấy nhiêu thôi. Anh em bạn ơi, để cho tôi đi bạn ơi. Tôi thề là bạn đưa tôi tí tôi trả lại cho bạn hai con chó luôn. Cơ bản năm mấy bạn này thì mình cũng mới chơi nhưng không quen nhau anh em ạ. Chỗ họ bán đồ cứng rắn đấy. Ta bên 2 cộng 2. Tớ mua ông cai này thì ngon. Mà thiếu mất. Tôi khả năng phải chấp nhận thôi anh em ạ. Ngày mai mình sẽ mua bộ bông tai sau. Tạm thời là vậy nhá. Bông tai thì không biết có còn lại lần nữa không. Rồi ông ấn rồi. 6, 5, cộng 1. Tiến chạy đâu mẹ mất rồi nhỉ. Ok đi bạn ơi. Còn đúng thực sự là thiếu sói anh em ạ. Thực sự là thiếu sói. Không có thì mình đưa cho bạn 3 cộng 3 nó nhanh. Có thể là 4 cũng được. À, quên nhầm. Mình không biết bông tai nó có mạnh hay không nhưng mà khả năng là yếu. Nói chung là rẻ là yếu thôi. Đơn giản vậy thôi nhưng mà nó đẹp. Để tôi đi bạn ơi. À, thực sự chắc là không được rồi tại vì bây giờ mình đang làm video nên là không được anh em ạ. Và bây giờ mình hết tiền rồi thì khả năng video clip của mình tạm dừng tại đây thôi. Ngày mai mình sẽ bui thêm, khả năng bui thêm cái bộ VIP thôi. Bộ này cũng khá là rẻ anh em ạ, bộ này quá là rẻ thôi. Nên là cũng nếu mà mua được thì cùng luôn một clip nó đẹp. Mình show cho anh em xem, thôi bây giờ mình sẽ đi show luôn nhá. Trên cái map này sâu anh em xem lại toàn bộ tất cả các thứ. Đây. Một con chim. Ngày hôm nay mua thêm được một con chim và một cái bùa blue. Đấy. Blue với là một con rồng anh em nhá. Rồng băng, khá là đẹp, rồng này rất là đẹp anh em. Quay kiếm này, vi sồi rồi. Khá là đẹp, bây giờ đi bên tây phát thử coi có ra gì không. Nó có máu anh em. Quy nó trồng mình phát cũng khá là đau anh em nha. Tại vì đồ này cũng không phải là mạnh nên là BK gọi là BK tầm trung thôi. Tầm trung với tầm thấp thôi nhá, không phải là tầm cao. Tầm cao thì nó hơn. Đừng bạn ơi, đừng có biết tôi, đừng có biết tôi. Ông này là chắc là biết này. Nhưng mà được không? Ý, cũng chết anh em ạ. Cũng chết, nói chung là cũng giết được người. Anh em học cái gì cũng giết được người hết. Đây này, con rồng ngàn cơ với mình vô chọc thử nhá. Em mới hit là chết. Mình còn méo thèm bút máu nữa cơ. Đấy, một phát chết luôn mà. Cũng khá là mạnh nhưng đâu phải là yếu đâu anh em. Ok, clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em nhé.